Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ một loài vật được ví như vũ công của biển cả nhé. Đó chính là cá đuối. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, chị vẽ một đường cong. Rồi thêm một đường cong nhỏ hơn ở giữa. Thêm một nét cong nhỏ phía đầu. Chị vẽ một chấm tròn nhỏ màu đen làm mắt. Chị vẽ một hình chữ V ở trên mắt. Thêm một hình xoắn giống số 6 ở cạnh mắt. Đây chính là chiếc mũi của cá đuối đó các em ạ. Rồi từ phần đầu của đường cong đầu tiên, chị vẽ một nét cong khác giống với chữ S nối xuống thân. Từ phần kết thúc của đường cong đầu, chị vẽ một đường cong xuống dưới. Rồi cũng nối vào thân. Từ phần thân sau, chị vẽ một đường cong lên. Rồi nối thành chiếc đuôi nhọn của cá đuối. Chị vẽ thêm một số chi tiết nhỏ để chiếc đuôi trông mềm mại hơn. Và chị vẽ những đường rích rắc nhỏ ở trong thân cá. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé. Ta-da! Vậy là chị đã hoàn thành bức vẽ một chú cá đuối mềm mại như lụa rồi. Chúc các em có thật nhiều bức vẽ đẹp với Bum Bum TV nhé. Có bất cứ góp ý gì về video của kênh, các em vui lòng comment để Bum Bum sửa lại và hoàn thiện hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.